để giới thiệu với các bạn một cái món nữa là món nộm các bạn này. Đây là nộm bì trâu, nộm da trâu các bạn nhé. Cái này là mà anh em tự làm đâu, hai chú cháu cùng làm thôi. Đây là nguyên liệu này, nó gồm có bì trâu này, thứ hai là có cà này hai chú cháu vừa mới thái xong, cà này cá sạch, cá vườn đấy bạn, cá sạch của nhà mình đấy. Đây, sau khi ngâm xong thì ta sẽ rửa sạch này. Trắng nhỉ, công nhận nhìn nó trắng này em. Đấy, ngâm muối. Ừ, ngâm muối đấy. Đây các bạn, nguyên liệu này. Ngoài ra một cái nguyên liệu nữa là bì trâu các bạn nhé. Ừ, thì ngoài ra thêm thì có gia vị, thì có các loại rau thơm này, chanh này, mì này, đúng không? Ừ. À đấy, nước chấm. Tôi là gọi là nước để ướp. Và đây các bạn ạ. Đấy. Đây một nguyên liệu đấy là bì trâu. Bì trâu, da trâu. Sao mày lấy ra những cái tía tô với cả bùi tàu? Tía tô, bùi tàu, rau thơm. Trường ơi, anh có vẻ như nhiều cả. Nhiều quá không? Anh bớt đi. Vâng. Hả? Kệ. Đây bây giờ ta sẽ cho cái nước chấm vào. Này có Trường vừa mới pha đây. Tỏi, chấm ớt, gì chanh. Ừ. Ít tỏi, mắm, ít đường. Ớt, chanh, muối, mắm, đường, muối. Tất cả nó hòa quyện với nhau thành cái vị rất là ngon đấy, rất là đặc biệt đấy. Nhuyễn nhỉ? Công nhận nhìn. Trộn rồi nhá. Trộn đều. Bây giờ mình sẽ cho cái nước gọi cái này gọi nước cốt đi. Tạm gọi cái nước cốt đi. Cho vào trộn đều lên này. Để cho nó ngấm. Tí nữa ta sẽ cho rau thơm. Cái này phải để tí nó mới ngấm. 1-2 phút. Ừ, 1-2 phút nó mới ngấm. Cái này là rất là ngon mọi người ạ. Cái này nếu mà mua ngoài chợ các bạn, họ bán 10.000 một lạng đấy. Đúng rồi đấy. Ừ. Nhưng mà có thời gian nên là hai chú cháu sẽ làm. Làm ăn nó này mình sẽ cho ngon hơn. Ừ. Đây gia vị kèm thì có các loại rau thơm này, có mùi tàu này, tía tô, tía tô này. Lá chanh. Ừ, lá chanh này. Ừ. Lá chanh này. Gì đấy con? Chào chị Huyền chưa? Ừ, bọn nó quay. Cái này của ai đó? Hả? Máy quay này. Đâu không phải máy quay, cái này là đèn con ạ. Đèn. Ừ. Bây giờ là những cái loại rau thơm này chúng ta sẽ thái nhỏ ra. Thái nhỏ ra và trộn cùng. Dao gì ở dao đâu? Tí ơi, gì ra con? Để anh Trường làm nào con. Đây, ta sẽ thái nhỏ ra nhé. Cái này này, cái món này nếu mà mua ngoài chợ này họ bán 10.000 một lạng đấy, tức là 100.000 một cân đấy mọi người. Rồi bây giờ mình mua về. Ở cái này cháu mua bao nhiêu một lạng được chưa? Bí châu này 101 một lạng. Hả? Đâu? 10.000 một lạng chứ. 101. Không, bí châu này cơ mà. Bí châu. Ừ. 10.000 một lạng. 10.000 một lạng á? Ủa thế sao họ bán ngoài kia cũng mình có cả cà mà chú, nó đắt lên bởi chú cà ấy, cà nó rẻ. Không, tức là lúc trước chú mua cái này là rẻ hơn này, mua không cái này ấy, nó rẻ hơn ấy. Chú mua bao tiền? 80, 8.000 một lạng, 8 hay 7.000 nhỉ? Nộp sẵn đúng không? Không, nộp sẵn là 10.000. Nộp sẵn là 10.000, ừ. Cái này là 30.000 với 5.000 tiền cà là 35.000. Không, tức là vừa xong mua là cái bì bằng không ấy, bao nhiêu một lạng? Bì này 110.000 hay sao? 110 à? 1 cân. 110 một cân. Yeah. Ừ. Không, tất nhiên là mình tự làm nó sẽ rẻ hơn. Cho tao thơm vào rồi đây. Lá chanh. Thêm à? Lá chanh à? Lá chanh nữa. Bói quá. Nhìn thấy ngon. Lá chanh. Chuẩn kìa, cái nhỏ thế. Long ơi, bảo ai tắm đi, à Bin này. Bin đi tắm đi. Bảo bảy tí này. Rất là nhỏ.
ta sẽ trộn đều lên. Bây giờ phải thử đã. Đến để xem. Thử xem nào, thử xem nó gọi là thử xem cái gia vị, rồi cái độ mặn ngọt các thứ, nhạt hay là mặn hay ngọt thì ta nêm thêm, nêm thêm gia vị vào. Thử không? Tập mình thử phát. Thiếu gì không? Không. Rồi. Ngon lắm. Ngon lắm. Được. Nhiều quá vậy. Trường Huyền làm món này thì ngon mà. Đúng rồi. Chưa ăn mà chảy hết cả nước dái rồi. Chịu. Thế ăn đi xem có chảy không. Thử xem nào. Thế nào? Phát biểu cảm nghĩ nào. Phát biểu cảm nghĩ thế nào? Tính. Dạ. Ờ, cho nó ngấm ngấm tí. Cảm thấy hình như thiếu một tí đường nữa. Tôi thấy hơi chua. Cho nó ngấm đi. Bây giờ sẽ để ra ngấm nhé. Xong tí nữa sẽ cho ra đĩa để chiến đấu. Rồi, ngon đấy. Ok, cứ hẹn là món ăn rất là ngon để ra đĩa bàn. Này vừa đấy nhỉ? Ngon. Này hai đĩa, ba đĩa thoải mái. Ba mâm. Đây, tiếp canh này, món tiếp canh đây. Đông ơi. Ui, đông cứng ấy còn gì nữa. Chân đông rồi. Chuẩn bị đông rồi. Sắp đông rồi. Được. Đây là được 3 món nhé, tổng cộng 3 món. Bây giờ lại còn đến món thịt mèo nữa nhỉ. Tiêu hổ. Đây các bạn này, có một món nữa rất là ngon này. Đây là món thịt mèo tiêu hổ nhỉ. Tí nữa xào với rau má các bạn nhé. Tí nữa chúng ta sẽ nấu các bạn. Đấy, còn 2 món nữa.